Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi trong, hay còn gọi là dàn sấy nóng trong xe của xe Kia K250. Đây em ạ. Cái dòng sản phẩm này thì nó có thể lắp được cho cả bên Diboster anh em nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính là 100% bằng hợp kim nhôm cao cấp, được sản xuất bởi công ty HCC tại tập đoàn HCC tại Hàn Quốc anh em nhé. Đây là hai cái ống ra ống nước của dàn sưởi này. Riêng về mùa đông này, về mùa mù này, không có dàn sưởi xe chúng ta sẽ đi rất là khó chịu, ức chế vì nó gây mù, mà cái nhiệt độ bên trong và bên ngoài nó bị không cân bằng, thành ra nó rất là ảnh hưởng. Cho đến một vài năm trở lại đây thì các bác tài cũng như các anh em là đã cải tiến khá là ok về cái vấn đề dàn sưởi đó. Đây, chúng ta cùng nhìn nhé. Đó, đây, trong video thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em, đó chính là cái dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Kia K250. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.